chốt bộ này. Đấy, vâng, chú chốt bộ này. Vâng. Nghe có hay không chú? Hay lắm. Hát thì thế nào chú? Tốt. À, tốt đấy. Thì đấy là những cái đánh giá rất là chân thật của bác Hùng ở trên Hoài Đức, Hà Nội. Và nó sẽ có hai cái chiếc app, như bên này là mic volume và bên này là music volume này. Đấy, tăng nghe to nhạc cho bạn lên, nhỏ nhạc cho bạn xuống, kể cả khi hát karaoke thì hát. Nếu mà hát cho bạn lên, nó làm sao mic nó vừa tầm vào nhẹ đủ để hát thôi, không nên khai thác sâu quá nó sẽ bị vỡ tiếng mic. Còn không hát nó dập hết đi. Còn nếu mà nặng hát mà nặng thì tăng bớt cái echo lên một tí này. Đấy. Và cái nếu mà cái giọng cái tiếng mic và cái nhạc nó rời rạc nhau, nó không theo nhau thì chỉnh ở cái phần delay này. Bên em đang tư vấn cho bác khách một bộ hình karaoke chuyên nghiệp khổng lồ gồm những đôi loa Vigood VK720, những con sub Vigood F1500 và những con đẩy liền vang DSC-X7. Tương với câu như thế này để bác khách bắt được tặng một bộ mic không dây đi kèm theo cái chương trình khuyến mại theo từng bộ combo karaoke. Đó. Mẫu này là mẫu mới về bên chúng cháu, chất lượng nó kích thước thùng của nó thì cao hơn 96 thì chắc là nhà chú nó vừa không gian rồi. Ghép thêm cho chú Quân Trần thì nó có tuyệt vời. Như cháu xin là tên của chú ý, Nguyễn Văn Hùng, chú Hùng à. Vâng, chú đã chốt cho mình bộ quần karaoke rất là chuyên nghiệp rồi ạ, là trưng bày đẹp, hát hay. Đó, chú Hùng, chú ở 0904046531 địa chỉ An Khánh, Hoài Đức. Chú ở ngay Hoài Đức, Hà Nội. Vâng, chú lấy đôi loa Vigood VK720 này, họng kèn vàng này, dòng loa thế hệ mới hiện nay, vừa nghe nhạc vừa hát karaoke. Thì cái mẫu này đang là đã được đánh giá là số 1 vì là dòng công nghệ mới, dòng loa line giữa loa thùng và loa full, là sự hỗ trợ hòa quyện rất là tốt, được thiết kế rất là bắt mắt và đặc biệt là cái nó thường những cái gì hiện đại nhất của trên công nghệ của những dòng loa cao cấp. Và con súp Vigood F1500 đánh không gian gia đình rất là tuyệt vời. Nhà chú không gian trên 50m2, đánh bộ dàn này mấy con X7 thì quá là phê luôn. Vâng, chú đã cọc trước 2 triệu đấy ạ. Thì nữa bên em sẽ lên lắp đặt tận nhà, chú thanh toán nốt. À, chú đã cọc 2 triệu ạ. Cái này thì tí chiều đầu giờ chiều cháu lên cháu lắp ra từ chú nhá. Vâng, chú thấy cái bộ này như nào chưa chú? Chú Hùng nhỉ? Đây, Hùng ăn thành. Chú thấy cái bộ này đánh giá như nào chú? Chú thử phát biểu cảm nghĩ về cái bộ đôi loa bên cháu mới về đấy ạ. Test rồi. Đấy. Nói chung là chốt bộ này. Đấy, vâng, chú chốt bộ này. Vâng. Nghe có hay không chú? Hay lắm. Hát thì thế nào chú? Tốt. Hát tốt đấy. Thì đấy là những cái đánh giá rất là chân thật của bác Hùng ở trên Hoài Đức, Hà Nội. Sau khi xem kênh YouTube, xem qua livestream và đã xuống tận nơi để trải nghiệm cũng như thưởng thức thực tế thì đó là cái lựa chọn tốt nhất của chú Hùng trên Hoài Đức, Hà Nội. Đó. Đấy, chú Hùng, đây chú quá kê luôn. Đấy, thiết kế rất là hiện đại, thời trang, bắt mắt trẻ trung. Vâng, rất là cảm ơn chú Hùng. Đó. Các nguồn nước chú để đầu giờ chiều cho kỹ thuật lên lắp xong. Giờ thì chú về rồi, chú đi xe máy rồi chú like được. Rất là cảm ơn các bác và anh em đã tin tưởng như chú Hùng đến tận nơi xem và thưởng thức. Cái hóa đơn này thì với coi như thế này thì em cộng thử xem nào. Con đẩy 7 triệu này, đôi loa 16 triệu là 23 triệu này, con súp 5 triệu rưỡi nữa là 28 triệu 500. Đó, bên em sẽ hỗ trợ bao phí ship trong vòng bán kính 40 km và bao ship toàn quốc. Và chú được tặng một bộ mic không dây chỉ giá 1.800.000 đồng. Đó, với coi như thế này thì chú Hùng chú hát quá nó thoải mái rồi. Đó. Được, mọi thông tin chi tiết các bác có thể gọi điện theo 2 số hotline trên video. Và địa chỉ của bên em nằm ở 133 phố Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội. Vâng, các bác có thể đến trực tiếp và trải nghiệm nhé. Vâng, đôi loa này thì bên em có video giới thiệu chi tiết rồi ạ. Các bác có thể lên những video offline hoặc là kết bạn Zalo, bên em sẽ hướng dẫn và gửi link video. Đó. Quý cao xa em.
xưa đó đến bây giờ phiêu bạt giữa trần gian. Đời tôi vẫn tiếng nhạc cung đàn, đời tôi vẫn nghệ sĩ lang thang. Em nhớ xưa rồi em